Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Thì mình tên Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Thì hôm nay mình rất vui tiếp tục chia sẻ những câu nói tự nhiên, tự ý cho các bạn tham khảo. Trời di cõn cõn túng quả, duyên loài hài cẩm. Duyên loài hài cẩm có nghĩa là thì ra là vậy. Duyên loài là thì ra, hay là cẩm là vậy. Duyên loài hài cẩm, duyên loài hài cẩm. Thì ra là vậy. Rồi bây giờ hàng tắc trang khỉ tắc trang. Hàng tắc trang khỉ tắc trang có nghĩa là đi đứng ngay thẳng. Hàng tắc trang, hàng là đi, tắc là được, trang trang là đàng hoàng ngay ngắn. Trong cái tư thế đi ấy, mà trang á là đi đàng hoàng ngay ngắn. Khỉ là đứng, tắc là được, trang là cũng là đàng hoàng ngay ngắn. Hàng tắc trang, khỉ tắc trang có nghĩa là người ta nói đi đứng ngay thẳng. Sảy mách kén, sảy mách kén có nghĩa là không gì phải sợ. Sảy mách kén, không gì phải sợ. Sảy mách là xối diêu, là không cần, phải không nào? Kén là sợ. Sảy mách kén có nghĩa là không cần sợ hay là không gì phải sợ, đều được. Bây giờ chúng ta nói câu dài. Lị hàng tắc trang, khỉ tắc trang, sảy mách kén. Lị hàng tắc trang, khỉ tắc trang, sảy mách kén có nghĩa là bạn đi đứng ngay thẳng, không gì phải sợ. Có nghĩa là người ta nói bạn là người đàng hoàng, không có gì phải sợ hết á. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiềng ba chân. Mình là người đi đứng ngay thẳng đàng hoàng, thì dù cho có gì xảy ra cũng không cần phải sợ. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Lị hàng tắc trang, khỉ tắc trang, sảy mách kén. Lị hàng tắc trang, khỉ tắc trang, sảy mách kén. Bạn đi đứng ngay thẳng, không gì phải sợ. Bạn là người đàng hoàng, không gì phải sợ. Lị hàng tắc trang, khỉ tắc trang, sảy mách kén. Hay là mình cảm thấy mình là người đàng hoàng, bị người ta du quan, thì mình cũng có thể nói là ngọ hàng tắc trang, khỉ tắc trang, sảy mách kén. Ngọ hàng tắc trang, khỉ tắc trang, sảy mách kén. Thì các câu này rất là thường dùng, cho nên các bạn cần phải học thuộc ha. Khi để mà chúng ta an ủi một ai đó bị du quan, thì mình nói cái câu này. Tiếp tục. Bách co. Bách co có nghĩa là nhưng mà. Bách co có nghĩa là nhưng mà. Sởn hơi chào hơi. Sởn hơi chào hơi có nghĩa là muốn đi thì đi. Sởn là muốn, hơi là đi, chào là thì, hơi là đi. Sởn hơi chào hơi. Sởn hơi chào hơi có nghĩa là muốn đi thì đi. Sởn chù chào chù. Sởn chù chào chù, muốn làm thì làm. Bởi vì sởn là muốn, chù là làm, chào là thì, chù là làm. Sởn chù chào chù, muốn làm thì làm. Rồi, mình thí dụ. Bách co, lị sởn hơi chào hơi lá. Bách co, lị sởn hơi chào hơi lá có nghĩa là nhưng mà bạn muốn đi thì đi nhé. Bách co có nghĩa là nhưng mà. Lị là bạn. Sởn hơi chào hơi lá. Sởn hơi chào hơi lá có nghĩa là muốn đi thì đi nhé. Muốn đi thì cứ đi. Sởn hơi chào hơi lá. Cùng nhau đọc lại một lần nữa. Bách co lị sởn hơi chào hơi lá. Bách co lị sởn hơi chào hơi lá. Nhưng mà bạn muốn đi thì đi nhé. Rồi. Sởn chù chào chù lá. Sởn chù chào chù lá. Muốn làm thì làm. Mình thí dụ. Lị sởn chù chào chù lá. Lị sởn chù chào chù lá có nghĩa là bạn muốn làm thì làm nhé. Thì lị là bạn. Sởn chù
chầu chầu, sẵn chầu chầu chầu, muốn làm thì làm. Lá ở đây có nghĩa là nhé, là nha, đều được. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Lệ sẵn chầu 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 lá. Lệ sẵn chầu 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 lá. Bạn muốn làm thì làm nhé. Lượng phú cháy. Lượng phú cháy. Phú cháy có nghĩa là vợ chồng, là phu thê, phải không nào? Lượng phú cháy có nghĩa là hai vợ chồng. Tiếp tục từ vựng xuân dầm. Xuân dầm có nghĩa là tin tưởng. Cùng nhau đọc lại. Xuân dầm. Xuân dầm là tin tưởng. Mình thí dụ. Lượng phú cháy tố hài diêu cõng xuân dầm. Lượng phú cháy tố hài diêu cõng xuân dầm. Thì lượng phú cháy có nghĩa là hai vợ chồng. Tố là cũng, hài là, diêu là nên. Tố hài diêu cũng là nên, cũng là phải. Như thế nào? Cõng ca xuân dầm, cõng là nói. Xuân dầm là tin tưởng. Cõng ke xuân dầm có nghĩa là nói lời tin tưởng, có nghĩa là tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Lượng phú cháy tố hài diêu cõng xuân dầm. Lượng phú cháy tố hài diêu cõng xuân dầm. Hai vợ chồng cũng là nên nói lời tin tưởng. Rồi, thí dụ như là bây giờ chúng ta muốn nói bạn đến khi nào vậy? Bạn đến hồi nào vậy? Hỏi như thế này. Lị kỷ sì tu ca. Thì lị là bạn, kỷ sì là khi nào, tu là đến, ca đặt ở cuối câu, thường là câu hỏi vậy. Thế à? Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Lị kỷ sì tu ca. Lị kỷ sì tu ca. Bạn đến khi nào vậy? Hay là bạn đến hồi nào vậy? Bạn đến hồi nào thế? Đều được. Lị kỷ sì tu ca. Thí dụ chúng ta ngắm ngắm tu. Ngắm ngắm tu có nghĩa là vừa mới đến. Tu là đến. Ngắm ngắm là mới vừa. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngắm ngắm tu. Ngắm ngắm tu. Mới vừa đến, mới vừa tới. Đều được. Ngắm ngắm tu. Rồi, bây giờ chúng ta muốn nói là bạn không uống gì hả? Thì hỏi như thế này. Liềm nhẫm dẹ kẻ. Liềm nhẫm dẹ kẻ. Thấy bạn mình tới cái quán đó ngồi rồi nhưng mà không có kêu nước gì uống hết á, thì mình mới hỏi là liềm nhẫm dẹ kẻ. Thì lị là bạn, nhẫm là uống, nhẫm dẹ là uống cái gì đó. Nhẫm dẹ có nghĩa là không uống gì đó. Kẻ ở đây có nghĩa là câu hỏi hả hay là à. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Liềm nhẫm dẹ kẻ. Liềm nhẫm dẹ kẻ. Bạn không uống gì hả? Hay là bạn không uống gì à? Liềm nhẫm dẹ kẻ. Rồi bây giờ người bạn này mới nói giảm mập, cảm phì. Cảm phì là giảm mập. Cùng nhau đọc lại. Cảm phì. Cảm phì là giảm mập. Hay, ngọ cảm phì. Hay, ngọ cảm phì. Đúng, tôi giảm mập. Giảm mập không dám ăn gì, không dám uống gì luôn. Hay là đúng, là đúng. Ngọ là tôi, cảm phì là giảm mập. Cùng nhau đọc lại. Hay, ngọ cảm phì. Hay, ngọ cảm phì. Đúng, tôi giảm mập. Rồi, tiếp tục. Chúng ta muốn hỏi sao rồi? Tiểm A, tiểm A. Hay là sao vậy? Tiểm A, tiểm A. Sao rồi hay là sao vậy? Đều được. Tiểm A. Rồi. Ái xính than hi. Ái xính than hi có nghĩa là than thở. Lời than thở. Cùng nhau đọc lại. Ái xính than hi. Ái xính than hi có nghĩa là than thở. Mình thí dụ. Chủ mắt dẹ. Ái xính than hi kẻ. Chủ mắt dẹ. Ái xính than hi kẻ. Làm gì mà than thở vậy? Thì chủ mắt dẹ là làm gì? Ái xính than hi là than thở. Kẻ ở đây có nghĩa là vậy. Chủ mắt dẹ. Ái xính than hi
làm gì than thở? Đều được ha các bạn, cũng là câu hỏi làm gì than thở. Chủ mắt dạ ái xính than hy kẻ, có nghĩa là làm gì mà than thở vậy? Thì tùy theo, chúng ta thêm chữ kẻ cũng được, mà không thêm chữ kẻ cũng được, cũng không ai rầy mình hết. Rồi bây giờ chúng ta nói một cách có chủ ngữ, thí dụ bạn làm gì mà than thở vậy? Thì lị là bạn, chúng ta thế vô cái cụm từ chù mắt dạ ái xính than hy kẻ, thì chúng ta sẽ có cái câu lị chù mắt dạ ái xính than hy kẻ, bạn làm gì mà than thở vậy? Cùng nhau đọc lại một lần nữa. Lị chù mắt dạ ái xính than hy kẻ, lị chù mắt dạ ái xính than hy kẻ, bạn làm gì mà than thở vậy? Hay là chúng ta hỏi ở cái dạng số nhiều, họ làm gì mà than thở vậy? Thấy người ta ngồi than thở. Khỏi tì chù mắt dạ ái xính than hy kẻ, khỏi tì chù mắt dạ ái xính than hy kẻ, thì ái xính than hy là lời than thở hay là than thở. Chù mắt dạ là làm cái gì, khỏi tì là họ hay là các bạn ấy, chúng nó, tụi nó đều được. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Khỏi tì chù mắt dạ ái xính than hy kẻ, khỏi tì chù mắt dạ ái xính than hy kẻ, họ làm gì mà than thở vậy? Rồi tờ vận tháng tủ, tháng tủ là nghe được, tháng tủ là nghe được. Thì mình thí dụ xám thiều cái tu tháng tủ, xám thiều cái tu tháng tủ, có nghĩa là ba con đường cũng nghe được. Xám thiều cái, cái là con đường, lượng từ của con đường là thiều. Bởi vì sao? Bởi vì con đường dài dài, lượng từ cái gì dài dài là thiều. Xám là ba, xám thiều cái, ba con đường, tú là cũng, tháng tủ là nghe được. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Xám thiều cái tú tháng tủ, xám thiều cái tú tháng tủ, có nghĩa là ba con đường cũng nghe được. Cũng như là những cái người mà ngồi rầu á, người ta ái xính than hy, người ta than thở các bạn. Có khi là cái tiếng nghe được phải không? Nghe được cái âm thanh than thở. Xám thiều cái tú tháng tủ, ba con đường cũng nghe được. Rồi tiếp tục tờ vận tả tiền quả. Tả tiền quả có nghĩa là gọi điện thoại. Tả tiền quả là gọi điện thoại. Chúng ta muốn nói gọi điện thoại cho bạn. Tả tiền quả bị lị. Tả tiền quả bị lị. Tả tiền quả là gọi điện thoại. Bị là cho, lị là bạn. Tả tiền quả bị lị, gọi điện thoại cho bạn. Rồi tờ vận tháng là nghe. Tháng là nghe. Tháng là không nghe. Tháng là nghe, tháng là không nghe. Rồi bây giờ không nghe vậy, tháng kẻ. Tháng kẻ, đây là câu hỏi không nghe vậy, tháng kẻ. Tháng kẻ. Rồi người đối phương tháng kẻ, chúng ta nghe không ai bắt máy, tháng kẻ. Rồi chúng ta gọi tiếp. Dầu tháng kẻ, dầu tháng kẻ lại không nghe vậy, là chúng ta có sự lo lắng ha. Chúng ta gọi một lần không nghe, gọi nữa dầu tháng kẻ lại không nghe vậy. Thì dầu có nghĩa là cái gì đó lại, lặp lại á. Dầu phèn, dầu lan, vừa rẻ vừa đẹp phải không nào? Thì bây giờ dầu có nghĩa là lại, lại sao? Lại tháng kẻ, dầu tháng kẻ, dầu tháng kẻ lại không nghe vậy. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Dầu tháng kẻ, dầu tháng kẻ lại không nghe vậy. Rồi tiếp tục mình thí dụ khác. Tả tiền quả bị lị, dầu tháng kẻ. Tả tiền quả bị lị, dầu tháng kẻ có nghĩa là gọi điện thoại cho bạn lại không nghe vậy. Gọi điện thoại cho bạn lại không nghe vậy. Thì tả tiền quả là gọi điện thoại, bỉ lị là cho bạn. Dầu tháng kẻ có nghĩa là lại không nghe vậy. Chúng ta cùng nhau hỏi lại trọn câu. Tả tiền quả bỉ lị, dầu tháng kẻ. Tả tiền quả bỉ lị, dầu tháng kẻ có nghĩa là gọi điện thoại cho bạn lại không nghe vậy. Rồi chúng ta mới nói là hay mé, hay mé, thế sao, thế hả, hay mé, vậy à, hay mé.
Rồi. À, chúng ta nói hay vô có nghĩa là ừ hán. Khi mà người ta nói người ta gọi điện thoại cho mình nhiều lần rồi đó mà mình không có nghe đó. Cái mình mở cái điện thoại rồi ai quá trời là tin nhắn luôn. Hay vô, ừ hán, đúng hán, hay vô. Rồi. Bây giờ chúng ta không có thấy được cái tin nhắn nhưng mà chúng ta thấy được cái điện thoại của chúng ta không có điện. Mụ tiền là không có điện. Không có điện cũng là cái lý do mà mình không nghe điện thoại ha. Mụ tiền là không có điện. Mụ tiền là không có điện. Hay là mụ tiền là hết pin. Cái pin chúng ta hết điện ha. Mụ tiền là hết pin. Hết pin là sao nghe điện thoại được phải không nè? Rồi, chúng ta muốn nói tiền quả mụ tiền vô. Tiền quả mụ tiền vô hay là tiền quả mụ tiền. Tiền quả mụ tiền là chúng ta nói điện thoại hết pin. Tiền quả mụ tiền vô, điện thoại hết pin mà. Tiền quả mụ tiền vô, điện thoại hết pin mà. Chúng ta nói tiền quả mụ tiền đều được ha các bạn. Chúng ta thêm chữ vô cũng được mà không thêm cũng được, người ta vẫn hiểu là cái điện thoại không có pin, điện thoại hết pin. Rồi, bây giờ từ vựng tháng co có nghĩa là nghe qua, bởi vì tháng là nghe, tháng co là nghe qua. Khi mà chúng ta nghe qua một cái vấn đề gì đó, chúng ta nghe qua một cái câu chuyện gì đó, chúng ta nghe qua một cái sự tình gì đó là tháng co. Mì tháng co là chưa nghe qua, bởi vì mì là chưa. Cùng nhau đọc lại, mì tháng co chưa nghe qua. Rồi, chúng ta muốn nói cũng chưa nghe qua. Mì tháng co là chưa nghe qua. Bây giờ tú mì tháng co có nghĩa là cũng chưa nghe qua, bởi vì tú là cũng, mì tháng co là chưa nghe qua. Chúng ta cùng nhau đọc lại, tú mì tháng co cũng chưa nghe qua. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói là nghe cũng chưa nghe qua. Tháng tú mì tháng co nghe cũng chưa nghe qua. Thì tháng là nghe, tú là cũng, mì là chưa, tháng co là nghe qua. Chúng ta cùng nhau đọc lại, tháng tú mì tháng co có nghĩa là chúng ta muốn nói nghe cũng chưa nghe qua. Rồi bây giờ nói một cách có chủ ngữ, ai nghe cũng chưa nghe qua. Bây giờ mình nói lỵ tháng tú mì tháng co. Lỵ tháng tú mì tháng co có nghĩa là bạn nghe cũng chưa nghe qua. Lỵ tháng tú mì tháng co, bạn nghe cũng chưa nghe qua. Rồi tiếp tục từ vựng hấp dẫn. Hấp dẫn có nghĩa là hấp dẫn. Cùng nhau đọc lại, hấp dẫn là hấp dẫn. Bây giờ ngược lại, không có hấp dẫn. Không có hấp dẫn là mụ hấp dẫn. Mụ hấp dẫn bởi vì mụ là không có. Mụ hấp dẫn có nghĩa là không có hấp dẫn. Chúng ta muốn nói thì nói không có hấp dẫn. Thì nói không có hấp dẫn. Chào quà mụ hấp dẫn. Chào quà mụ hấp dẫn. Thì nói không có hấp dẫn. Chúng ta muốn nói chưa hấp dẫn thôi thì nói là mì hấp dẫn ché. Mì hấp dẫn ché thì hấp dẫn là hấp dẫn, mì là chưa. Mì hấp dẫn ché, chưa hấp dẫn thôi. Rồi bây giờ chúng ta ráp câu lại, nói câu dài một chút. Bạn nghe cũng chưa nghe qua thì nói không có hấp dẫn. Nghe cũng chưa nghe qua mà nói không hấp dẫn thì không được ha các bạn. Nhưng mà khi mà người ta không thích cái gì đó thì các bạn ép buộc thì cũng không được ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc. Lỵ tháng tú mì tháng co, chào quà mụ hấp dẫn. Lỵ tháng tú mì tháng co, chào quà mụ hấp dẫn. Có nghĩa là bạn nghe cũng chưa nghe qua thì nói không có hấp dẫn. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại những cái từ vựng hồi nãy giờ cho quen. Dìn lòi hài cẩm thì ra là vậy. Hàng tắc trang
khỉ tắc trang. Hàng tắc trang, khỉ tắc trang, đi đứng ngay thẳng. Hay là đàng hoàng đó. Hàng tắc trang, khỉ tắc trang. Sảy mách kén, sảy mách kén, không gì phải sợ. Hay là không cần sợ, sảy mách kén. Lị hàng tắc trang, khỉ tắc trang, sảy mách kén. Lị hàng tắc trang, khỉ tắc trang, sảy mách kén. Bạn đi đứng ngay thẳng, không gì phải sợ. Hay là bạn đàng hoàng, không gì phải sợ. Lị hàng tắc trang, khỉ tắc trang, sảy mách kén. Bách co là nhưng mà. Sởn hôi chào hôi, sởn hôi chào hôi, muốn đi thì đi. Bách co, lị sởn hôi chào hôi lá. Bách co, lị sởn hôi chào hôi lá, nhưng mà bạn muốn đi thì đi nhé. Sởn chù chào chù, sởn chù chào chù, muốn làm thì làm, muốn làm thì cứ làm, sởn chù chào chù. Lị sởn chù chào chù lá, lị sởn chù chào chù lá, bạn muốn làm thì làm nhé. Lợn phú cháy, lợn phú cháy, hai vợ chồng. Xuân dầm, xuân dầm, tin tưởng. Lợn phú cháy, tố hài yêu cỏn, ke xuân dầm. Lợn phú cháy, tố hài yêu cỏn, ke xuân dầm. Hai vợ chồng cũng là nên nói lời tin tưởng. Lị kỹ xì tu ca, lị kỹ xì tu ca, bạn đến khi nào vậy? Hay là bạn đến hồi nào vậy? Lị kỹ xì tu ca. Ngám ngám tu, ngám ngám tu, vừa mới đến. Lị nhẩm dẹ kẻ, lị nhẩm dẹ kẻ, bạn không uống gì hả? Hay là bạn không uống gì ạ? Lị nhẩm dẹ kẻ. Cảm phì, cảm phì, giảm mập. Hay, ngọ cảm phì. Hay, ngọ cảm phì, đúng, tôi giảm mập. Tiểm A, sao rồi? Hay là sao vậy, tiểm A? Ái xính than thi, ái xính than thi, than thở. Chù mắt dẹ, ái xính than thi kẻ. Chù mắt dẹ, ái xính than thi kẻ. Làm gì mà than thở vậy? Lị chù mắt dẹ, ái xính than hy kẻ. Lị chù mắt dẹ, ái xính than hy kẻ. Bạn làm gì mà than thở vậy? Khội tì chù mắt dẹ, ái xính than hy kẻ. Khội tì chù mắt dẹ, ái xính than hy kẻ. Họ làm gì mà than thở vậy? Tháng tổ, tháng tổ, nghe được. Xám thiều cái tú tháng tổ, xám thiều cái tú tháng tổ, ba con đường cũng nghe được. Tả tiền quả, tả tiền quả, gọi điện thoại. Tả tiền quả bỉ lị, tả tiền quả bỉ lị, gọi điện thoại cho bạn. Tháng, tháng, nghe. Tháng, tháng, không nghe. Tháng kẻ, tháng kẻ, không nghe vậy. Dầu tháng kẻ, dầu tháng kẻ, lại không nghe vậy. Tả tiền quả bỉ lị, dầu tháng kẻ. Tả tiền quả bỉ lị, dầu tháng kẻ, gọi điện thoại cho bạn, lại không nghe vậy. Hay má, hay má, thế sao? Hay quá, hay quá, ở hán. Mụ tiền, mụ tiền, không có điện. Hay là hết pin, mụ tiền, mụ tiền. Tiền quả mụ tiền quá, tiền quả mụ tiền quá. Điện thoại hết pin mà, điện thoại hết pin mà. Hay là điện thoại hết pin rồi, đều được, tùy theo. Tháng co, tháng co, nghe qua. Mì tháng co,
chưa nghe qua. Tú mì tháng co, tú mì tháng co cũng chưa nghe qua. Tháng tú mì tháng co, tháng tú mì tháng co nghe cũng chưa nghe qua. Lị tháng tú mì tháng co, lị tháng tú mì tháng co bạn nghe cũng chưa nghe qua. Khắp dặn, khắp dặn, hấp dẫn. Mụ khắp dặn, mụ khắp dặn, không có hấp dẫn. Chầu hòa mụ khắp dặn, chầu hòa mụ khắp dặn thì nói không có hấp dẫn. Mì khắp dặn ché, mì khắp dặn ché, chưa hấp dẫn thôi. Lị tháng tú mì tháng co, chầu hòa mụ khắp dặn. Lị tháng tú mì tháng co, chầu hòa mụ khắp dặn. Bạn nghe cũng chưa nghe qua thì nói không có hấp dẫn. Rồi thì đó là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ hôm nay. Thì chắc là cũng có câu mà các bạn cần tham khảo. Thì các bạn thích câu nào, ghi lại câu đó để mà học. Mình xin dừng ở đây và luôn chúc cho các bạn có nhiều niềm vui. Trân trọng và hẹn gặp lại ở những kỳ chia sẻ tiếp theo. Chào tạm biệt, Choi Kim, bye bye.